Bước sang tháng 7 âm lịch, ai giàu có nhiều tiền thì giàu, nhưng thơ xin chia buồn, đồng cảm với ba con giáp này có vận trình tài lộc đen đủi nhất, dễ phá sản, dễ gặp đại hạn trong tháng 7 cô hồn này. Thứ nhất là tuổi Dần, tháng 7 ảm đạm, đen đủi, công việc bị đồng nghiệp đặt điều, nhiều rắc rối phát sinh, khiến kế hoạch không thành công, tiền bạc thấy đó rồi lại hết đó, phát sinh nhiều khoản chi phí không đáng có, tình cảm lo âu phiền muộn. Thứ hai, con giáp tuổi Mão, bước vào tháng 7 mất tiền quan ổn, còn đối diện với nạn thị phi tai tiếng tiểu nhân cản đường, càng phải cân nhắc trước khi ký kết hợp đồng hoặc là hùng vốn làm ăn, dễ bị phá sản trắng tay. Thứ ba, con giáp tuổi Dậu, trong tháng 7 có sao địa phá, cho nên con giáp tuổi Dậu dễ nóng vội, cáo gắt, dễ xảy ra sự bất hòa với mọi người, dẫn đến quyết định sai lầm, nên kiềm chế cảm xúc và đường sức khỏe cần phải chú ý nhiều hơn để bản mệnh được có cơ hội phát triển trong thời gian tới. Đi đứng xe cộ xuất hành phải thật sự là chú ý. 3 tuổi này hãy xả vận xui ngay tại đây và đón chờ thông điệp tin vui cho tháng 7 nhé.